Hôm nay Kiệt Audio lại giới thiệu đến anh em đôi loa Diatone DS66EX. Em nó được sinh vào tháng 3 năm 1986. Loa sở hữu 3 đường tiếng, pass 27, một chung, một tép đôm, trở kháng 6 ohm và độ nhạy 91 dB. Công suất của em nó thì không thua kém đàn anh, giống nhau. Về công suất thì cùng là 230W một thùng, maximum là 230W một thùng. Một cặp là 460W. Đôi loa này và cái đôi loa đàn anh của nó thì về cơ bản thùng và loa thì nó chỉ lớn và nhỏ hơn một chút thôi. Nó chỉ lớn và bé hơn một chút chứ nó không có cái điểm mấy điểm gì là khác biệt cả. Nó cũng sử dụng màng carbon và nón carbon. Đôi loa này đã được em thay một đôi gân rất đẹp. Đôi gân này rất đẹp, mềm mại, gân mút này nhé. Đôi loa này thì 230W trên một thùng, cho nên anh em mình có thể là chơi được rất nhiều thể loại nhạc nhé. Anh em mình có thể nhạc vàng, nhạc đỏ rồi thì lên nóc nhà cũng đều được hết. Karaoke, kết hợp karaoke luôn. Mức giá đưa ra cho anh em là cũng chỉ có 6 triệu đồng nhé. Ai nhanh tay thì alo, em bao zin nhé. Cặp loa này được bao zin hết, trừ gân nhé. Bao zin hết. Bao zin hết, tất cả zin hết trừ mỗi đôi gân. Gân này đã được thay gân mút mềm mại để cho anh em nghe nhạc vàng cho nó sướng. Đã được thay một cặp gân mút rất đẹp. Cặp gân rất đẹp nhá. Thay gân mút rất cẩn thận. Thì là nó là cũng là đàn em của anh DS77X thôi, công suất thì bằng nhau. Và đôi này thì nhỏ hơn một chút. Và giá đưa ra cho anh em mình là giá 6 triệu, giá rất rẻ rồi. Bao rẻ luôn nhá, bao rẻ bao zin. Mỗi gân là ấy thôi, mỗi gân là em đã thay đôi gân nó khác để mềm mại để nghe nhạc. Và bây giờ test thử một đoạn nhạc vàng, sau đấy thì anh em mình sẽ lên sàn luôn. Và bây giờ anh em mình quẩy nhé. Cặp loa này thì nó kiêm được hết luôn, cho anh em mình không phải ngại vấn đề gì cả. Em này em chơi được hết nhá, các thể loại luôn nhá. Thank you.
Và cũng nói luôn với anh em là đây nhạc được thu từ nhạc số điện thoại thôi nhé, cho nên là nó cũng không thực sự tốt, bởi vì là cái âm thanh ở trên điện thoại này thì nó là mỏng, nó không dày như là các nguồn phát khác. Và đây em cũng chỉ ghép mấy cái con âm ly hàng xách tay từ Nhật Bản đưa về 2050, em này thì được mệnh danh là lực sĩ tí hon. Nếu anh em mình mà không có nhu cầu về karaoke hoặc là DJ quá mạnh thì đánh em nó thoải mái như vừa rồi. Còn anh em nào muốn hát karaoke nữa thì có thể trang bị cho mình cái âm ly nó công suất nó lớn hơn, ví dụ như là 607, Sansui 607 hoặc là Đài Long 780 đều rất là hay. Và thùng vách của em nó thì vẫn còn đẹp nguyên anh em nhé. Anh em nhanh tay sở hữu. Nó chỉ có lấm tấm một chút xíu, nó không đáng kể gì ha. Mặt miếc đây, đằng sau lưng vẫn còn đẹp nhé. Giá bán cho anh em là đây, đằng sau của nó đây em nhé. Và giá bán nhanh cho anh em giá 6 triệu đồng. Anh em nào nhanh tay thì sở hữu được cặp loa này, kết hợp mà nhạc vàng, nhạc trẻ, rồi thì karaoke đều ok nhé. 230W một thùng thì hát hát hò thoải mái luôn. Và đấy, vừa có test cả nhạc DJ cho anh em, nó chơi được hết các kẻ thể loại luôn. Giá bán cho anh em là 6 triệu. Và ai có nhu cầu thì liên hệ với Kiệt Audio, số điện thoại là 0326 326 338. Và em cũng xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.